Hôm nay chúng ta tìm hiểu về dẫn xuất của benzen, nó là aren. Chúng ta có công thức toluen. Etin benzen. Propin, benzen, isobutin, benzen. Nếu như có hai nhóm cùng gắn vào thì chúng ta có vị trí octo, meta và para. Ví dụ chúng ta có octosilen, metasilen và parasilen. Hoặc chúng ta có công thức para-ethyl toluen. Trong trường hợp có hai nhóm phenyl gắn vào nhóm CH2, chúng ta gọi tên theo nhóm thế là diphenyl metal. Hoặc là 1,2 diphenyl etan. Chúng ta có các hợp chất aren không no, ví dụ như styren. Trong công thức styren thì chúng ta có nhóm vinin, cho nên chúng ta có thể gọi tên là vinin benzen hoặc là phenin ethylene để xem như phenin là một nhóm thế gắn vào ethylene. Và chúng ta có nhóm alin gắn vào vòng benzen thì chúng ta gọi là alin benzen hay tên gọi là ba phenyl propen. Chúng ta có công thức 2-phenyl 2-buten. Trong trường hợp có nồi 3 là chúng ta có phenyl acetylene. Ankin benzen và các phương pháp điều chế. Thứ nhất, phản ứng Friedel-Crafts ankin hóa vòng benzen. Benzen phản ứng với dẫn xuất halogen và xúc tác là lưu ích axit thì thu được ankin benzen. Lưu ích axit gồm có nhôm clorua, BF3, HF và thứ hai, phản ứng khử của ceton. Chúng ta sử dụng xúc tác là hỗn hợp hỗn thống kẽm thủy ngân, HCl và gia nhiệt. Hoặc là sử dụng hydride rasin với bazơ và gia nhiệt thì thu được sản phẩm là ankin benzen. Thứ ba, đó là phản ứng khử của dẫn xuất benzen của không no.
chúng ta ôn lại phản ứng free and grab, Ankin hóa, benzen. Benzen phản ứng với methyl chloro, xúc tác nhôm chloro, thu được sản phẩm là toluene. Trong phản ứng này, AlCl3 đóng vai trò là axit telluric phản ứng với diễn xuất halogen để tạo ra cation CH3 cộng. Chúng ta cũng có thể sử dụng BF3 HF làm xúc tác. R là gốc alkin. Phản ứng này không xảy ra với chlorobenzen. Phản ứng free Grab cũng có thể xảy ra với hợp chất dihalogen, ví dụ như là C6H6 cộng với dichlormethan thu được sản phẩm diphenylmethan, hoặc là benzen phản ứng với 1,2 dichlorethan thu được sản phẩm là 1,2 diphenyl ethan. Cơ chế của phản ứng như sau. Đầu tiên, diễn xuất halogen phản ứng với nhôm chloro. Nhôm chloro đóng vai trò là axit telluric sẽ nhận cặp A của halogen để tạo thành R cộng cộng với XAlCl3 trừ RX, cũng có thể phản ứng với BF3 để tạo ra R cộng cộng với XBF3 trừ. Chúng ta cũng có thể sử dụng FeCl3 để tạo ra carbocation, hoặc chúng ta sử dụng HF vẫn tạo ra được carbocation R cộng. Đối với trường hợp của rượu, chúng ta có thể phản ứng với axit và gia nhiệt. Khi đó, oxy của rượu đóng vai trò là bazơ nhận proton để tạo ra OH2 cộng. Sau đây tách nước sẽ thu được sản phẩm là R cộng. Anken cộng với axit và tạo ra carbocation. Sau đó, carbocation là tác nhân electrophil tấn công vào vòng benzene. Đầu tiên, tạo ra phức sigma. Công thức phức sigma là sự tập hợp của ba công thức cộng hưởng. Trong đó, điện tích dương dịch chuyển trong vòng benzene. Công thức phức sigma được viết ngắn gọn là vòng tròn hở tại vị trí nhóm R gắn vàng à và mang điện tích dương. Sau đó tách H cộng để tạo ra sản phẩm thể.
chúng ta có thể phản ứng benzen với một rượu. Ở đây chúng ta sử dụng rượu bậc 3, bởi vì rượu bậc 3 có khả năng tạo ra carbocation. Sau đó, carbocation sẽ tấn công vào vòng benzen để tạo phức sigma. Chúng ta cũng có thể sử dụng isobutylene với xúc tác là H2O4 để phản ứng với benzen, thu được sản phẩm terbutyl benzen. Chúng ta chú ý là đối với tần suất halogen ở đầu mạch, ví dụ N-bromin chloruro khi phản ứng với AlCl3 sẽ tạo carbocation, và carbocation sẽ dịch chuyển. Như vậy chúng ta sẽ có hai sản phẩm, một là N-bromin benzen với hiệu suất 31 đến 35%, và sản phẩm thứ hai đó là isopropyl benzen. Với hiệu suất là 65 đến 69%. Hoặc benzen phản ứng với hợp chất iso butin chlorua. Với xúc tác AlCl3 cho ra một sản phẩm duy nhất, đó là terbutin benzen. Nguyên nhân của việc tạo thành một sản phẩm khác với khi mà ghép nối với dẫn xuất halogen ban đầu, đó là khi tạo thành các bộ cation thì có sự chuyển vị để tạo ra các bộ cation bền vững hơn. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về tính chất hóa học của các hợp chất ankim benzen. Một đó là phản ứng khử vòng benzen. Toluen có thể bị khử bằng hydro và xúc tác là nike, plati và paladi để tạo ra methyl cyclohexa. Hai là phản ứng oxy hóa là toluen bị phản ứng bởi tác nhân oxy hóa là K-4 hoặc K2-Cr2O7 hoặc là dung dịch HNO3, thì sản phẩm thu được đó là axit benzoic. Thứ ba
Đó là tính chất hóa học của vòng thơm. Ở đây, nhóm CO3 là nhóm thế loại 1, đẩy A vào vòng benzen, là một hóa vòng benzen và ưu tiên thế vào vị octo và para. Chúng ta có phản ứng nitro hóa toluen để thu được hỗn hợp sản phẩm octo nitro toluen và para nitro toluen. Phản ứng hóa để thu được sản phẩm đó là methyl sulfonate. Phản ứng Friedel Crafts ankin hóa để thu được silane ở vị trí octo và para. Phản ứng với halogen xúc tác là FeX3 để tạo ra sản phẩm thế halogen ở vị trí octo và para. Thứ tư đó là phản ứng thế nhóm CH3 khi toluen phản ứng với clo có sự xuất hiện của nhiệt độ hoặc ánh sáng sẽ xảy ra phản ứng thế và nhóm CH3 để tạo ra sản phẩm benzene chloro. Sau đó, benzene chloro tiếp tục phản ứng với clo để tạo ra sản phẩm thế hai nhóm hydro và phản ứng tiếp tục xảy ra cho đến khi thế hoàn toàn ba nhóm hydro bằng ba nhóm clo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phản ứng thế allotropin vào vòng benzen. Đầu tiên là phản ứng halogen hóa ankin benzen. Toluen phản ứng với clo xúc tác là FeCl3 thu được sản phẩm ở hai vị trí đó là octo clo và para clo toluen. Với hiệu suất 58% cho sản phẩm octo và 42% cho sản phẩm para. Về cơ chế của phản ứng, đầu tiên clo phản ứng với FeCl3 để tạo ra Cl cộng và FeCl4 trừ. Cl cộng được sinh ra là tác nhân allotropin tấn công vào vòng benzene. Đầu tiên chúng ta xem như Cl cộng sẽ tấn công vào vị trí octo, sẽ tạo ra ba công thức cộng hưởng của phức sigma. Trong đó có một công thức điện tích dương nằm ở vị nguyên tử carbon mà nhóm CH3 gắn vào. Nhóm CH3 là nhóm De thì làm giải tỏa điện tích dương. Cho nên phức sigma ở vị trí octo bền vững. Trong trường hợp meta, chúng ta có ba công thức cộng hưởng của phức sigma. Tuy nhiên, điện tích dương nằm trên các nguyên tử carbon mà nhóm CH3 không gây ảnh hưởng đến. Trong trường hợp
tấn công ở vị trí octo. Chúng ta cũng có 3 công thức cộng hưởng. Trong đó có công thức cộng hưởng khi mà điện tích dư nằm ở nguyên tử carbon mà nhóm C3 gắn vào. Đối với công thức cộng hưởng này, điện tích dư được giải tỏa cho nên phích sigma bền vững. Do đó, sản phẩm ưu tiên thêm vào vị trí octo và para. Bước cuối cùng, phích sigma sẽ tách H cộng để tạo ra sản phẩm thế vào vị trí octo và para. Bây giờ chúng ta tìm hiểu phản ứng thế và nhóm CH3 khi phản ứng với clo ở điều kiện nhiệt độ hoặc ánh sáng để thu được sản phẩm benzin clorua. Về cơ chế của phản ứng là phản ứng xảy ra theo cơ chế phản ứng thế gốc tự do. Đầu tiên, clo bị phân ly dưới điều kiện của ánh sáng hoặc nhiệt độ để tạo ra hai gốc clo CLO chấm. Sau đó, gốc tự do CLO chấm phá vỡ liên kết CH để hình thành một gốc tự do mới, gốc tự do benzin cộng với HCl. Sau đó, gốc tự do benzin sẽ phá vỡ liên kết của CLH để tạo ra sản phẩm benzin clorua. Phản ứng kết thúc khi hai gốc tự do kết hợp với nhau. Trường hợp ethyl benzen phản ứng với clo như điều kiện của nhiệt độ hoặc ánh sáng. Thì ở đây chúng ta có hai vị trí nhóm CH2 và nhóm CH3. Thì ở đây sản phẩm sẽ ưu tiên để tạo thành sản phẩm thế ở vị trí CH2. Sản phẩm một clo một phenin etan với hiệu suất 91% trong khi hai clo chiếm hiệu suất 9%. Về mặt cơ chế, khi gốc tự do phản ứng để phá vỡ liên kết thì chúng ta có hai vị trí CH2 và CH3 để hình thành hai cái gốc tự do khác nhau. Chúng ta có gốc tự do thứ nhất bền hơn gốc tự do thứ hai do có hiệu ứng liên hợp với vòng benzen. Ngoài ra, gốc CH3 gây ra hiệu ứng siêu liên hợp giải tỏa gốc tự do. Chúng ta có thứ tự của bền vững của gốc tự do như sau: alin và benzin lớn hơn gốc bậc 3, lớn hơn gốc bậc 2, lớn hơn gốc bậc 1, lớn hơn gốc CH3 và vinil. Chúng ta có thể giải thích độ bền của gốc benzin như sau:
do có hiệu ứng liên hợp nên gốc tự do được di chuyển về phía vòng Mayer. Có nghĩa là gốc tự do được giải tỏa bởi vòng Mayer, cho nên gốc tự do bền vững. Hợp chất alkenin benzen. Hợp chất alkenin benzen tiêu biểu là styren. Chúng ta có phản ứng khử chúng ta khử bằng hydro sulfat nica ở nhiệt độ 20 độ C trong vòng 75 phút thì thu được etimezen. Nếu chúng ta tiếp tục khử hóa bằng hydro xúc tác anica 15 độ C 110 alpha trong 100 phút thì thu được ethyl cyclohexan. Oxy hóa styren bằng H2O2. Thu được sản phẩm dion. Sản phẩm dion bị oxy hóa bởi cam nano thu được axit benzoic. Styren có chứa nối đôi CH nối đôi CH2 khi phản ứng với HBr phản ứng xảy ra theo quy tắc Markovnikov. Hero gắn vào nhóm có nhiều hero hơn. Nếu phản ứng với HBr và có xúc tác là peroxide thì sẽ ra phản ứng cộng ngược quy tắc Markovnikov. Ta giải thích cơ chế của phản ứng cộng. Đầu tiên, nối đôi tấn công vào hydro để tạo thành hai carbocation. Trong đó, carbon cation số 1 bền hơn carbocation số 2 do điện tử dương được giải tỏa bởi vòng benzen thông qua hiệu ứng liên hợp. Chúng ta có độ bền vững của carbocation như sau. Benzin và carbocation bậc 3 bền hơn alin và bậc 2 bền hơn bậc 1 và bền hơn metin. Chúng ta có thể quan sát sự di chuyển của điện tích dương vào vòng benzen thông qua hiệu ứng liên hợp. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 công thức cộng hưởng.